Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Đáp của tuần này Và hôm nay thì uh, trước khi đến với những câu hỏi của các bạn Mình muốn cập nhật cho các bạn một cái thông tin rất quan trọng Đó lại là một tin xấu Văn Toàn của chúng ta đã bị chấn thương Và như chúng ta đều đã biết thì Văn Toàn vừa có kiến tạo đầu tiên cho đội Seoul Eland Trong trận đấu thắng Bucheon với tỷ số 6-0 Và bây giờ thì Văn Toàn vẫn được coi là cầu thủ nam Việt Nam chơi tốt nhất ở nước ngoài Nhưng mà rất là tiếc là ngay buổi tập sau trận đấu Thì uh, Văn Toàn đã bị chấn thương sau một pha va chạm với một đồng đội trẻ. Và theo như thông báo của các bác sĩ là Văn Toàn mất khoảng tầm 6 tuần để có thể trở lại. Đây là một cái thông tin rất là buồn, chúng ta rất là tiếc nuối vì Văn Toàn đang rất là ngon trớn, đang có phong độ rất tốt, đang có rất nhiều yếu tố để có thể ra sân thường xuyên hơn và cũng có thể là có được thành công lớn hơn. Nhưng mà thôi, cũng biết làm thế nào, chúng ta chỉ biết là chúc cho Văn Toàn sớm bình phục và chúc cho Văn Toàn sớm trở lại với các đồng đội và tỏa sáng để động viên tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài nữa. Và bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ đến với chương trình Bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp. À, tuần này chúng ta nhận được khá nhiều những câu hỏi. Bây giờ là lúc mà chúng ta đi tìm từng câu hỏi một. Đây là cái phần câu hỏi mà mình đã mình đã đặt mình đã nhận được của các bạn. Ở đây có bạn Nghe Phan có hỏi là Ông này có vẻ trầm tính hơn ông Park quá anh Hải nhỉ. Ông này thì mình hiểu theo nghĩa là đấy là huấn luyện viên Chu Chuje. Mình xin phép là được chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Trong hơn chục ngày bọn mình theo dõi U23 tại Doha Qatar trong các trận đấu và chúng mình cũng đã theo dõi đội U23 cũng như đội tuyển trong suốt cả quá trình chúng ta chuẩn bị từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 3. Thì mình có thể rút ra được một vài những cái kết luận như thế này. À, đầu tiên ấy, là ông chú dê ít nói, ông ít nói trong những cái trong những cái không gian hoặc trong những cái lúc mà không cần phải nói, cái này nghe nó có vẻ nó không thiếu nó hơi thiếu thông tin. Nhưng ông là một người đàn ông khá là trầm tính, ông là một người mà theo như quan điểm và cách cách nhìn của cá nhân mình, ông là một người khá là nội tâm, tức là ông luôn luôn nhìn nhìn vào con người mình luôn luôn trầm ngâm nhưng nếu mà các bạn xem những cái buổi tập ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái sự quyết liệt của ông được đẩy lên đỉnh điểm ông là người cực kỳ quyết liệt và có lẽ là trong lúc buổi tập ông là người cắt còi nhiều nhất trong số tất cả các huấn luyện viên đã từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam mà minh hải đã từng biết tức là ông là người rất kỵ tính ông yêu cầu rất cao ông đặt mục tiêu rất lớn nhưng bao giờ cũng phải làm việc một cách chi tiết nhất và phải làm tốt những cái chi tiết nhỏ nhất cứ sau một tình huống mà cầu thủ sai phát là tuyết còi đứng tất cả mọi người đứng ở đó và nếu như các bạn mà đi xem những buổi tập đặc biệt là khi mà các bạn được xem buổi tập mà nó liên quan đến chuyên môn tức là nó chính là những cái lối chơi nó chính là những cái triết lý được triển khai thậm chí là những cái mảng miếng để làm sao đấy chúng ta uh, sử dụng để tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ thì các bạn sẽ thấy luôn là ông là một người phải nói là đòi hỏi rất cao và ông là người rất nhiệt huyết ở đội thì sẽ có rất nhiều người có quyền được uh, được chia sẻ. Và những cái quyền được chia sẻ này là do huấn luyện viên Flip Chuje đã họp và phân công. Ví dụ như là anh Muley sẽ làm gì, anh Việt Thắng sẽ làm gì, anh Ngô Việt Trung sẽ làm gì. Và bản thân huấn luyện viên Flip Chuje mình đã chứng kiến một buổi tập mà đội của chúng ta uh, sau khi khởi động xong thì không mời phóng viên ra ngoài. Tức là không phải là tập kín mà đấy là buổi tập mở thì bọn mình thấy là ông philip chu dê thực sự là lúc đấy mình cảm nhận được huyết áp của ông chắc chắn nó phải tăng lên bởi vì mình nhìn thấy cái sắc tố da của mặt này là mình thấy là nó đỏ ửng lên và ông nói rất nhiều ông nói rất to ông nói cực kỳ quyết liệt ông nói còn át cả cái tiếng của phiên dịch và mình thấy là đây là một người quyết liệt quyết liệt ở đúng cái thời gian đúng cái địa điểm đúng với cá nhân cầu thủ ví dụ như là sau cái trận đấu thua uae mình thấy là huấn luyện viên philip chu dê gọi lương duy cương ra Đấy, gọi các thủ môn ra và bắt đầu chỉ cho các cầu thủ xem là họ đã phạm sai lầm ở đâu và làm thế nào đấy để phân tích được đối thủ làm thế nào đấy để khóa chặt được đối thủ và khi trận đấu diễn ra thì mình thấy là khác hẳn với ban huấn luyện của huấn luyện viên park hang seo chúng ta đã xem rất nhiều những chương trình về huấn luyện viên park hang seo điều binh khiển tướng rồi các bạn thấy là nó liên tục liên tục nó rất là nhanh nó rất là mạnh và nó thành một cái vòng tròn khép kín ví dụ như một cầu thủ chuẩn bị được thay vào sân thì người đầu tiên nhận cái thông tin đó sẽ là anh uh, huấn luyện viên thể lực huấn luyện viên thể lực sẽ đưa cầu thủ ra khởi động và ngay lúc đó là trợ lý sẽ ra đã vẽ lại xa bàn đấy anh đã ở đây điều chuyển uh, cầu thủ như thế này lối chơi của chúng ta sẽ được điều chỉnh như thế này như thế kia và sau đó là khi vào phát là huấn luyện viên Park Hang-seo vỗ tay cái là là thay người ngay chúng ta thấy là họ khởi động làm nóng cơ thể họ được bổ sung là cái lối chơi của chúng ta sẽ điều chỉnh như thế nào và cái mấu chốt của vấn đề nó sẽ nằm ở đâu Sau đó là vào sân để triển khai Và chúng ta thấy là ngoài ra ấy, Thì cái sự nhiệt huyết Và cái 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 khả năng hoạt động liên tục Của ban huấn luyện Nó cũng làm cho cái tinh thần của anh em ở trong sân Nó mạnh lên Đấy là cái mà mình có thể ghi nhận được Từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo Còn với huấn luyện viên Flip Chuzie Thì cái này mình phải chia sẻ rất là thật Là mình thấy ban huấn luyện có vẻ ít nói hơn Thì hôm ở Doha Kata Mình có hỏi thì có một người có chia sẻ với mình là ông Philip Chu Dê muốn là giữ cho các cầu thủ một sự bình tĩnh. Bởi vì bây giờ nhiều khi các cầu thủ trẻ của chúng ta, ấy, họ ra cái đấu trường châu lục như này, họ đã bị ngợp rồi. Mà bây giờ chúng ta cứ điều chỉnh nhiều, chúng ta cứ hô hào nhiều, thì khả năng các bạn ấy sẽ bị cuống Đấy, thì đấy là cái cách ông đã điều binh khiển tướng ở Doha Cup. Còn những cái giải đấu tiếp theo như nào thì chúng ta phải xem. Khi mà đi tìm hiểu về ông Philip Chujee khi chuẩn bị chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng với ông ấy, thì mình có hỏi một người đã từng làm việc ở PVF, thì biết được một cái là ông Philippe Chujee là một người rất kỹ tính và là một người cực kỳ nhiệt. Ông có thể chia sẻ, ông có thể nói chuyện về chuyên môn, nói chung là bất kể giờ giấc. Và khi ông đã nói rồi, bọn mình cũng đã được chứng kiến khi mà ra sân mà ông ấy nói là ông ấy nói cực to nhiều khi anh em mình tác nghiệp ở tận đầu sân bên kia mà cũng vẫn có thể nghe được tiếng đấy là lý do vì sao khi mà đi quay chương trình các bạn thấy không là mình sẽ cố gắng lắng tai lên mình nghe bởi vì biết đâu đấy có một cơn gió nó sẽ đẩy cái tiếng của ông là chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ hiểu đấy nên các bạn thấy là những cái nội dung mà mình làm ở trong quá trình mà diễn ra doha cup các bạn thấy về sau nó rất là nó diễn ra rất là chuẩn kể cả là về mặt nhân sự thì ở đây là mỗi người một phong cách, mỗi người một triết lý. Chúng ta không thể nói là cái cách của ông Philip Chuze là không tốt và chúng ta cũng không thể nói là cái cách làm của huấn luyện viên Pangser là tốt tốt cả. Đấy là vấn đề là mỗi người sẽ đặt cho mình một cái dấu ấn. Mỗi người có một phương pháp và bởi vì mọi người mỗi người sẽ hướng đến một cái triết lý riêng. À, chúng ta tôn trọng sự khác biệt, chúng ta tôn trọng sự khác biệt, tất nhiên là bao giờ cũng thế, người ta luôn luôn sẽ có sự so sánh. Câu hỏi thứ hai của bạn Lành Nông, ông này lấy lối đá châu Âu vào thi đấu thì uh, thể lực không đáp ứng được. À, mình hiểu ý của bạn rồi. Ý của bạn là huấn luyện viên uh, Philip Chuse áp dụng lối đá của châu Âu vào nhưng mà thể lực uh, không đáp ứng được. Chắc là các bạn cũng đã có xem chương trình. Uh, tối ngày hôm qua mình nói về thể lực rồi đúng không ạ thì mình phải nói luôn là thể lực nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng uh, huấn luyện viên philip jose có được lựa chọn không mình nghĩ là không ông không còn con đường lựa chọn nào cả bởi vì bây giờ chỉ còn một giải đấu duy nhất để ông tạo ra sự khác biệt để ông thành công hơn thầy park đấy là phải đưa đội tuyển việt nam vào world cup hoặc chí ít ra thì ở vòng loại cuối cùng là đội bóng phải chơi cực hay cái đấy là rõ ràng luôn phải thắng nhiều hơn thầy park Đấy, và vì cái mục tiêu của chúng ta nó lớn quá Cho nên là ông bắt buộc ông phải đẩy cái yêu cầu của mình lên Chính bởi vì lý do đó Cho nên là bây giờ ông đang xây dựng cho đội U23 Việt Nam Và sau này là đội tuyển Việt Nam Một cái lối chơi mà mình nghĩ là Bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam Con người Việt Nam của chúng ta chưa đáp ứng được Đó Thì mình phải nói luôn là cái này có phải lỗi của ông ấy hay không Mình cho rằng là không Bởi vì chỉ còn một con đường duy nhất là chúng ta phải tiệm cận được với trình độ của những đội bóng hàng đầu châu á chúng ta mới có cơ hội và chúng ta đang ở cách họ rất xa chúng ta đang lạc hậu rất xa so với họ rồi cho nên là để bắt kịp được họ chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi nhanh hơn và mình cũng lờ mờ nhận ra là có vẻ như huấn luyện viên philippe Dê đang bắt buộc không còn cách nào khác là phải đốt cháy giai đoạn và mình rất lo điều này điều này nó có thể gây ảnh hưởng bởi vì khi chúng ta yêu cầu các cầu thủ ở cái mức độ nhiều hơn cao hơn những cái gì họ có thể đáp ứng thì nó cái điều tồi tệ nó có thể xảy ra đặc biệt là liên quan đến thể lực khi mà chúng ta thể lực không đủ mà chúng ta phải chơi cường độ cao chúng ta phải hoạt động theo kiểu như thế thì rất dễ xảy ra chấn thương cho nên là đây là một cái yếu tố mà mình tin là huấn luyện viên philip chu dê chắc chắn là sẽ phải cân nhắc và mình cũng phải chia sẻ là hôm tới chắc chắn là mình sẽ hỏi ông ấy về câu chuyện này còn uh, chúng ta vẫn đang nói về cái chuyện là vậy thì cái lối chơi như vậy thì nó có phù hợp với người Việt Nam hay không? Mình nói luôn là nếu như đúng với cái yêu cầu Thì bây giờ chúng ta chưa đáp ứng được đâu Chúng ta phải cần thêm rất nhiều thời gian Chúng ta cần thêm rất nhiều những yếu tố khác nữa Để chúng ta nâng tầm bóng đá Việt Nam Và nếu mà chúng ta đẩy cho bóng đá Việt Nam Chạy với tốc độ nhanh hơn Tốc độ của các đối thủ cạnh tranh Thì chúng ta mới có khả năng thu hẹp Còn nếu không thì rất rất khó Mình thì rất là đồng cảm Bởi vì là ông Philip Chu Dê không có cách nào khác Là bắt buộc là phải như vậy còn lại thì à, mình không cho rằng là việc mà chúng ta thua như thế. Chúng ta đổ lỗi hết cho ông Philip Chu thì mình nghĩ là không ổn. Đành rằng ông là huấn luyện viên trưởng, ông phải chịu nhiệm. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái nguyên nhân sâu xa nữa. Đúng không ạ? Chứ bây giờ mình vẫn nói. Bây giờ ngay cả Julian Klinsmann, một người mà cực kỳ giỏi luôn. Đã từng cầm đội tuyển Đức luôn. Đấy các bạn thấy là cầm đội Hàn Quốc bây giờ còn chưa có đến chiến thắng. Thì mọi thứ nó cũng sẽ rất là đơn giản chúng ta nên nghĩ một cách đơn giản bởi vì họ đang ở trong cái giai đoạn đầu tiên của một quá trình làm mới quá trình làm mới của huấn luyện viên Philip chu dê nó sẽ mất nhiều thời gian bởi vì chúng ta đang đặt một mục tiêu rất cao và bắt buộc chúng ta phải đẩy chúng ta chạy nhanh hơn so với tốc độ thực tế cho nên là cái điều này là nó cũng tạo ra rất nhiều rủi ro hy vọng rằng tất cả từ liên đoàn bóng đá việt nam từ các câu lạc bộ bóng đá ở việt nam cho đến các cầu thủ và các cổ động viên của chúng ta nữa tất cả hãy làm tốt nhất ở cái vai trò của mình thì đấy cũng là một cái cách chúng ta giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn và cũng giúp cho cái triết lý của ông Philip Dê nó có được cái nền tảng để thành công mình nói luôn là ông ấy có thể thành công ông ấy có thể thất bại nhưng chúng ta thì luôn luôn mong muốn bóng đá Việt Nam thành công chúng ta hãy tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để giúp cho bóng đá Việt Nam nó thành công nhanh hơn chứ không phải vì bất cứ một ai cả đó Bạn Nguyễn Tiến có một câu hỏi là cho em hỏi là VFF có kế hoạch gì để đội tuyển Việt Nam được vào World Cup? À, cảm ơn anh Phải nói là đây là một câu hỏi rất là hay một Câu hỏi rất là hay và hôm nay mình sẽ trả lời các bạn uh, Cái câu hỏi này nó dài một chút Vì đây là một vấn đề rất là lớn Mình nói luôn là Liên đoàn bóng đá Việt Nam Đặc biệt là cái khóa vừa rồi Vừa mới bầu xong ấy thì mình nói luôn là đây đều là những người mà đức cao vọng trọng đều là những người mà có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn và đều là những người mà rất tâm huyết về bóng đá việt nam và đương nhiên họ không phải là họ chỉ mời ông philip chu dê về và giao cho ông một cái nhiệm vụ đó là đưa đội tuyển việt nam vào world cup và họ không làm gì mình nói luôn là họ làm rất nhiều và họ đang tạo ra một cái cơ chế thật tốt cho huấn luyện viên philip chu dê nó có bốn yếu tố yếu tố đầu tiên nó là quan trọng nhất rồi đó là tạo nguồn về tài chính thì các bạn thấy là kể cả đội tuyển nữ cũng đã có khoảng tầm đâu đó 20 tỷ Để có thể uh, sử dụng trong cái năm 2023 này Với rất là nhiều những cái nhiệm vụ trọng tâm Thì đấy cũng là một con số kỷ lục Và hôm vừa rồi thì anh Nguyễn Trung Kiên Anh ấy cũng đã chia sẻ là anh ấy sẽ đặt mục tiêu Là sẽ kiếm được khoản tiền nhiều hơn ít nhất là gấp rưỡi So với khóa trước Tức là khoản tiền chắc chắn là sẽ được tạo nguồn và mình nói luôn là kể cả cái khoản tiền lương của huấn viên Philip Chu cũng đã có những tập đoàn họ đứng ra họ trả. Có rất nhiều những tập đoàn đang đứng ngay bên cạnh bóng đá Việt Nam để chúng ta phát triển. Thế như vậy là cái công việc đầu tiên của chúng ta đó là tạo nguồn tài chính chúng ta đã có rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ muốn kết hợp hay nói chính xác hơn là chúng ta hợp tác với những liên đoàn bóng đá tiên tiến ở châu Lục và thế giới. Thì chúng ta biết là hiện nay là Hàn Quốc này. Hiện nay là Nhật Bản này, hiện nay là Đức này, hiện nay là Ả Rập Xê Út này. Đấy, uh, UAE này đều là những cái mối rất là tuyệt vời mà bóng đá Việt Nam đã có. Ví dụ như là cái chuyến đi công tác gần nhất đúng vào cái trận đấu đầu tiên Việt Nam gặp U23 UA, Việt Nam gặp U23 Iraq thì đúng ngày diễn ra trận đấu đó là cái ngày mà chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có cái chuyến đi thăm và làm việc với liên đoàn bóng đá Nhật Bản và chốt lại cho bóng đá Việt Nam của chúng ta rất nhiều những chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Nhật Bản thì không có lấy tiền của chúng ta. Điều kiện là tốt nhất với tất cả những cái gì mà hiện nay Liên đoàn bóng Nhật Bản đang có, họ sẽ hỗ trợ chúng ta và chúng ta chỉ có tốn tiền là chúng ta tốn tiền di chuyển từ đây sang Nhật thôi. Còn lại mọi thứ thì họ sẽ lo cho mình. Tới đây là U17 chúng ta sẽ đi, sau đó là đội tuyển nữ và đương nhiên rồi các đội tuyển nam của chúng ta. Sang Nhật thì cực kỳ tốt. Huấn luyện viên Philip Chu Dê cũng là người rất là hiểu về đất nước Nhật và ông cũng là người có tầm ảnh hưởng ở Nhật chính bởi vì lý do đó cho nên là huấn luyện viên sẽ có thêm nhiều những điều kiện tốt để có thể giúp cho đội bóng của chúng ta có những cái đợt tập huấn có những cái uh, trận đấu giao hữu nó mang lại cái 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 những cái, cái điều tích cực mình nói luôn là một trong những cái điều mà cá nhân mình đánh giá cao nhất thì nó nằm ở cái thứ ba đấy là chúng ta phải giải quyết một trong những cái yếu nhất của bóng đá Việt Nam đấy là cái chất lượng cái khả năng cạnh tranh của giải vô địch quốc gia Chúng ta nói thế thôi nhưng mà V-League chúng ta xem thường xuyên thì chúng ta cũng quen quen Nhưng mà khi mà ra để xem những cái giải đấu trên thế giới Đặc biệt là những cái giải đấu hàng đầu ở châu Á Thì nói thật luôn là họ đá nhanh lắm Văn Toàn về nói với mình anh ơi bên đấy họ tập nhanh lắm ấy Họ chạy nhanh lắm, di chuyển nhanh lắm, đưa ra đưa ra quyết định nhanh lắm ấy Tất cả mọi thứ đều nhanh lắm, nhanh lắm, nhanh lắm Đấy, thì vấn đề nó là ở chỗ là gì? Là chúng ta phải cải thiện giải vô địch quốc gia và các bạn còn nhớ là năm 2023 này là năm bản lề. Chúng ta sẽ tổ chức hai mùa giải. Mùa giải đầu tiên sẽ là mùa giải 2023. Mùa giải thứ hai sẽ là 2023 2024. Tức là chúng ta đã chuyển cái thời gian diễn ra giải đấu nó sẽ quay theo đúng giờ của châu Âu. Và khi nó quay theo đúng giờ của châu Âu tức là gì? Cầu thủ chúng ta ra châu Âu thi đấu cũng dễ mà chúng ta lấy những cầu thủ của châu Âu về đá cho V League thì nó cũng dễ đấy nó là một cái yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái sức cạnh tranh lớn hơn cho giải vô địch quốc gia và khi giải vô địch quốc gia có sức cạnh tranh lớn hơn, điều đấy có nghĩa rằng là sẽ có chất lượng cầu thủ tốt hơn và chất lượng cầu thủ tốt hơn thì đương nhiên nó sẽ tạo nguồn tốt nhất cho các đội tuyển quốc gia trong đấy có đội tuyển Việt Nam của chúng ta. đó. còn yếu tố thứ tư yếu tố này là yếu tố mà mình cho là nó là đại quan trọng luôn. đấy là những cái cuộc cách mạng để thay đổi cái tư duy của chúng ta về cái cách đầu tư cho bóng đá ở đây là đầu tư cho bóng đá nó không chỉ đơn thuần ở cái việc là chúng ta đầu tư cho đào tạo trẻ, chúng ta đầu tư cho cơ sở hạ tầng từ phòng gym cho đến phòng tập cho đến cho đến sân tập và sân thi đấu mà ở đây chúng ta còn phải đầu tư để đưa các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài, đưa các huấn luyện viên Việt Nam ra nước ngoài để chúng ta tạo nguồn để chúng ta giúp cho các cầu thủ của chúng ta nâng cao cái khả năng của mình thì ở đây nó hoàn toàn là một điều rất dễ hiểu cả bốn lý do chúng ta nói là đều chỉ để hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia phát triển và hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia phát triển thì nó là cái ngọn của nền bóng đá mà bóng đá việt nam thì luôn luôn sẽ phải hỗ trợ tất cả những yếu tố mang tính nền tảng để yếu tố mang tính nền tảng đó nó, nó được phát triển và nó tăng cường cái sức cạnh tranh nó tăng cường cái giá trị của cầu thủ nó tăng cường cái chất lượng và nó cải thiện cái đẳng cấp và cuối cùng thì đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ mạnh à, mình phải nói là liên đoàn bóng đá việt nam họ đang có một kế hoạch rất là tốt và bản thân cái việc mà họ mời được huấn luyện viên philip Chuze và ký hợp đồng với ông philip Chuze thì mình cho rằng là đây đó chính là một cái biểu tượng cho một cái kế hoạch tiền có các tập đoàn họ đứng ra họ tài trợ đúng không ạ à, lấy người có pvf hỗ trợ đúng không ạ đấy, rồi về sau sẽ còn rất nhiều những cái kế hoạch nữa mình nói là đưa các cầu thủ việt nam ra nước ngoài và kéo những cầu thủ việt kiều về việt nam đấy là một trong những cái vấn đề rất là lớn rồi chúng ta cũng phải có những cái lớp học đúng không ạ à, các giảng viên của AFC của FIFA cũng phải chúng ta phải đưa về Việt Nam để dạy cho các cầu thủ để dạy cho các huấn luyện viên đấy để chia sẻ kinh nghiệm với những nhà cầm quân bởi vì bao giờ cũng thế chúng ta muốn một cái cây nó ra quả ngon quả ngọt đẹp thì bao giờ chúng ta cũng phải chăm sóc ở từng bộ rễ đấy từ cái tán lá đấy chúng ta phải làm tất cả mọi thứ từ tỉa cây bắt sâu tất cả mọi thứ bón phân mọi thứ nó rất là nhiều việc thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đang hơi để ý quá nhiều vào đội tuyển quốc gia mà chúng ta chưa để ý những cái điều kiện đầu vào để tạo ra một đội tuyển quốc gia tốt thì đấy chính là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn U23 Việt Nam không thể không thể chơi tốt nếu như các cầu thủ của U23 Việt Nam không có cơ hội để thi đấu ở giải vô quốc gia các bạn công nhận với mình không ạ người ta gọi là văn ôn võ luyện rồi cứ đi tập chay làm sao mà thành công được vì cái trận đấu nó diễn ra một trận đấu chính thức nó khác với một trận đấu giao hữu một trận đấu giao hữu nó khác với một buổi tập, thế là nếu mà chúng ta muốn ở đẳng cấp cao bắt buộc chúng ta phải chơi với mấy ông lớn, chơi mấy ông lớn đi thua tan tác đi để mà biết chúng ta đang thiếu cái gì, đang cần những gì, thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. À, một câu hỏi rất là hay như là mình cũng đã trả lời khá là dài. Ở đây bạn Đoàn Ngọc Triều của nó là thể hình và thể lực của lứa này kém quá. Hy vọng tới đây huấn luyện viên sẽ tìm được thêm nhiều nhân tố, tố mới ổn hơn. Chứ như mà như thế này gặp bạn Thái thì lại cho bón hành cho thì mệt. Mình uh, có thể trả lời bạn câu này uh, rất là đơn giản. Hôm ở Doha Cup mình có nói chuyện với uh, Đoàn Anh Tuấn là trưởng phòng các đội tuyển quốc gia, uh, mình có nói về cái chuyện liên quan đến chiều cao và thể lực, thể hình và thể lực. Thì nói thật là rất là khó ở Việt Nam nó có một cái có một cái thực tế các huấn luyện viên rất hay kể là những cầu thủ mà cao to thì thường rất vụng đấy mà cầu thủ mà chơi kỹ thuật tốt thì thường lại rất là nhỏ đấy và cả hai cái đều hạn chế anh to cao nhưng mà anh chậm chạp anh không có kỹ năng không có kỹ thuật thì người ta cũng sẽ qua anh thôi còn nếu anh nhỏ anh khéo nhưng mà anh nhỏ thì người ta cũng sẽ không bao giờ người ta cho anh vượt lên được thế cái câu chuyện là nó rất là khó thế bây giờ À, trách cầu thủ luôn thì vì sao? Thì vì đấy là gen của người ta rồi. Đúng không ạ? Chẳng qua bóng đá Việt Nam chúng ta không có được những người như vậy. À, không có những người vừa cao, vừa to, vừa khỏe, vừa khéo, vừa tinh tế lại vừa dũng mãnh, cái này khó lắm. Đó. Còn cái về thể lực thì mình đã nói ở trong chương trình uh, vào tối ngày hôm qua rồi. Mình xin phép là nếu các bạn chưa xem thì các bạn nên xem lại. Nhưng mà khẳng định luôn với các bạn là thể lực và thể hình nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bóng đá đỉnh cao còn huấn uh, luyện viên thì chắc chắn là phải đi tìm ông luôn luôn không phải đi tìm đấy ví dụ như là như hôm trước mình có nói là hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia sẽ là hàng phòng ngự toàn là những người cao trên mét 8. cho nên là các bạn yên tâm là những cầu thủ mà cao dưới mét 8 thì rất là khó có thể trụ được trong đội hình của ông philippe chouxe cái này là mình có thể khẳng định như thế cho nên là cái lứa mà những người như là thành trung này những người như là thanh bình này uh, những người như là bùi hoàng việt anh này sẽ là trụ cột trong tương lai thì cái lứa của U20 này chúng ta vẫn có lương duy cương cũng vẫn là cao đoàn quan văn chuẩn vẫn là cao đấy rồi chúng ta thấy văn trường cũng là một cầu thủ rất là cao hàng phòng ngự thì cần có chiều cao hàng công nếu mà có càng chiều cao thì càng tốt vì chúng ta sẽ xử lý được quả bóng bổng hoặc là những cái tình huống đá phạt góc cái gì đấy thì chúng ta có thể dứt điểm được nói tóm lại là chúng ta yếu điểm gì thì chúng ta sẽ thiệt thòi ở cái điểm đó kỹ thuật chúng ta yếu chúng ta thiệt thòi thể lực chúng ta yếu chúng ta thiệt thòi Đấy, chiều cao chúng ta thấp chúng ta thiệt thòi nói tóm lại là cứ cái gì yếu là chúng ta sẽ thiệt thòi bây giờ mình nói thẳng luôn nếu như để so với những đội bóng hàng đầu châu á chúng ta chả có một ưu điểm gì cả nếu so sánh với họ cho nên là việc mà bạn nói là khả năng cao là tới đây là sẽ bị người thái cho ăn hành thì mình nghĩ là cái giai đoạn đấy chắc chắn là nó sẽ xảy ra thôi không sớm thì muộn bởi vì là chúng ta cho người ta ăn hành thì một ngày nào đấy người ta cũng sẽ lại cho chúng ta ăn hành và thái lan đang là một nền bóng đá trỗi dậy rất mạnh mẽ vì cái tham vọng của họ là World Cup hai lần vô địch AFF Cup nhưng mà đối với người Thái đấy nó vẫn là chưa đủ ông sổm nhốt có thể sẽ mất chức hiện nay anh Pia Pong đang là người mà có một cái chiến dịch tranh cử rất là kinh khủng và anh đã đưa kia đi sắc vào như thế thì chúng ta mới hiểu đúng không ạ bây giờ Minh Hải xin phép được chuyển sang một câu hỏi khác à, SEA Games năm nay mong U23 Việt Nam giữ được huy chương vàng à, OK bạn uh, Lila Lila Lina Nguyễn Cảm ơn bạn rất là nhiều Mình cũng hy vọng như thế Nhưng mình không có nhiều niềm tin lắm à, Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không tin tưởng vào các cầu thủ Không tin tưởng vào huấn luyện viên Nhưng mình biết là nó rất là khó khăn Nó khó khăn lắm chứ không hề đơn giản Vì Thái Lan chơi cực kỳ hay U23 vừa rồi họ đá cực kỳ mượt Trịnh Minh Phát theo anh Hải những cầu thủ nữ có công lớn ở vòng loại World Cup để đội tuyển có mặt ở vòng chung kết năm nay. Nhưng một lý do nào đó họ không thể có mặt tại kỳ World Cup năm nay thì họ có được chia tiền thưởng cùng với đội tuyển không? Cảm ơn anh. Trả lời bạn luôn là cái này mình cũng chưa hỏi nhưng các bạn yên tâm là người Việt Nam của chúng ta không bao giờ người ta gọi là lộc bất tận hưởng. Cho nên là không chỉ là các cầu thủ đâu mà liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ có những cái khoản tiền mà FIFA gửi để gọi là một phần tái đầu tư cho các đội bóng đã công hiến cho các cầu thủ để lên đội tuyển quốc gia đá World Cup. Mình uh, nợ các bạn một cái chương trình liên quan đến cái khoản tiền của đội nữ Nó sẽ được chia như thế nào à, Hồng Nhật Vương Em chào anh Hải Anh cho em hỏi thành tích của thầy Park là không bàn cãi Giờ thầy mới nếu mà đưa đội tuyển Việt Nam vào World Cup Thì em nghĩ rất khả thi Nếu mà thầy mới dẫn dắt đội tuyển sớm trước Hai năm trước Thì có rất nhiều cơ hội Tốt hơn anh nghĩ Anh nhỉ Mong anh cho ý kiến, em cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và ekip nhiều sức khỏe à, Câu hỏi của bạn nó khá là hay nhưng nó rất là khó trả lời Bởi vì à, bạn nói là nếu như mà ông ấy nắm à, trước đây khoảng 2 năm Thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn để cho vòng loại World cấp thì cái đấy là quá đúng rồi Đúng không ạ? Bởi vì là bây giờ ông ấy, nếu mà ông ấy có thêm 2 năm nữa là tổng cộng ông có 5 năm rưỡi thì 5 năm rưỡi nó tương đương với gần là, là khoảng gần 6 năm mà 6 năm thì được coi là một chu kỳ. Đấy thì các bạn hiểu một điều là nếu như trong trường hợp chúng ta có nhiều thêm thời gian hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta giải quyết vấn đề hơn. Nhưng mà mình cũng phải chia sẻ luôn với các bạn là trong bóng đá nhiều khi cứ làm dài chưa chắc đã phải là hay đâu. Đấy các bạn thấy là có nhiều huấn luyện viên họ làm đội tuyển quốc gia rất tốt nhưng về làm câu lạc bộ lại rất dở và ngược lại có những người làm câu lạc bộ rất tốt nhưng lại là làm, làm đội tuyển quốc gia thì lại rất là dở là bởi vì cái cái đặc tính của mỗi một cái 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 thể thức thi đấu nó lại khác anh đội tuyển quốc gia là đá kiểu nốc ao anh thắng hai trận rồi nhưng mà anh thua trận cuối anh vẫn có khả năng bị loại đấy nhưng mà anh giải vô địch quốc gia là anh thua liền 5 trận đầu nhưng khả năng anh vẫn còn cơ hội để vô địch đấy thì chúng ta thấy thì nó mỗi một cái nó sẽ có một cái khác nhau À, mình không dám chắc chắn là cứ làm lâu thì nó sẽ tốt à, cứ làm ngắn thì nó không tốt cái quan trọng ở đây là sự phù hợp cái quan trọng ở đây ấy là cái tốc độ và cái quan trọng nhất ở đây ấy, à, đối với mình ấy, nó là cái sự tươi mới cái sự thay đổi chứ còn à, nhiều người làm dăm 7 năm 10 năm Nói chung là nó cũng chả có gì khác biệt Đấy, và càng dài thì nó có thể càng càng ủ thêm những cái những cái gì đó gọi là bất lợi bây giờ ví dụ như là cứ sau một một giải đấu như này, người ta lại kêu ông uh, Philip Chuze từ chức đi. Áp lực rất nhiều, cầu thủ áp lực cũng rất nhiều thì càng dài càng nguy hiểm. Đúng không ạ? Càng dài thì nó, thời gian ủ nó càng lâu. Càng lâu thì nó càng nguy hiểm. Đó là chia sẻ của mình. Các bác có câu hỏi uh, gì thì uh, các bác uh, chờ các chương trình uh, em uh, sẽ cố gắng trả lời các bác, còn uh, nếu không thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình livestream mọi người không được trả lời thì mọi người đừng buồn mọi người kiên trì giúp em bởi vì nói thật là em cũng đang rất là cố gắng. bạn khắc lợi có hỏi là ông thầy này đá 3 trận thua cả ba anh hỏi chú hải liên đoàn bóng đá việt nam có nên thay không à, câu của của anh khắc lợi thì em trả lời anh luôn là cái chuyện liên đoàn có nên thay hay không thì liên đoàn họ sẽ phải họp và mình nghĩ là liên đoàn đã ký hợp đồng 3 năm rưỡi với ông Philip Chuze Điều đấy có nghĩa là họ đã hiểu được rằng tới đây chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn Có lẽ là mình sẽ phải kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này một cách nó chi tiết hơn Câu chuyện nó như thế này, nó rất đơn giản Là khi làm việc với ông Philip Chuze thì liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn là phản ánh cái từ là sẽ vào World Cup vào trong hợp đồng nhưng ông không đồng ý và ông đã có một buổi để ông chia sẻ toàn bộ về cái lứa cầu thủ sẽ lên U23 và phải làm mới đội tuyển quốc gia như thế nào. Ông nói về cái vị thế của bóng đá Việt Nam. Uh, World Cup có 48 đội sẽ dự World Cup 2026. Hiện nay đội Việt Nam của chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 96. Như vậy là chúng ta sẽ phải chạy chúng ta phải hơn được một nửa một nửa số đội đang xếp trên chúng ta thì chúng ta mới có cơ hội là 148 đội mạnh nhất để đi dự World Cup. Cái thứ hai nữa là ở ở châu Á hiện nay chúng ta đang đứng thứ 17 mà người ta chỉ lấy có 8 đội thôi, 8 đội rưỡi. Như vậy là chúng ta phải hơn quá nửa các đội bóng đang xếp trên. Như vậy thì nó có khó không? Nó rất khó. Ông có phân tích thêm một cái nữa mà mình cũng thấy rất là hay, đó là câu chuyện liên quan đến cái lứa cầu thủ U23. Đấy những nhân tố nào sẽ được đưa lên đội tuyển và lúc đấy là thời điểm chưa đá U20 các bạn nhé chưa là những cái tên như là Văn Trường hay Khuất Văn Kha hay các thứ ấy là nó chưa được nổi như bây giờ đến bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy một chút quy hoạch nhưng vào thời điểm đó là mới chỉ nhìn thấy tiềm năng thôi đó và lúc đấy thì ông Philip đã nói một câu rất là rõ là cần thời gian và đấy cũng là lý do vì sao mà bản hợp đồng lẽ ra là hai năm bây giờ nó thành ba năm rưỡi và khi liên đoàn mà cho ông Philip Chu Dê thêm thời gian trong bản hợp đồng điều đấy có nghĩa là họ đã chuẩn bị và họ đã xác định là sẽ phải cho ông ấy một khoảng thời gian không có thành tích và chấp nhận phải bị chỉ trích. Với câu hỏi của anh khắc lợi, em trả lời luôn. Nếu ba trận mà sa thải huấn luyện viên, thì em nghĩ là trên đời này sẽ rất khó có ông huấn luyện viên nào mà có thể trụ lại được lâu dài. Chúng ta rất muốn phát triển có chiều sâu nhưng ba trận mới ba trận thôi chúng ta đã muốn chén tướng rồi. Cái này thì mình xin được nhường lại câu trả lời cho tất cả mọi người hy vọng là chúng ta sẽ hiểu nhau à, Ở phần sau thì mình sẽ trả lời Nốt những cái câu hỏi của các bạn Còn bây giờ thì em vẫn uh, luôn luôn giới thiệu Và khuyến khích mọi người nên sử dụng những sản phẩm này rất là tốt Cao Ba Long Sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở Nam giới Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao Hoặc bị giảm chức năng đàn ông Vì bất cứ lý do gì Do tuổi tác Rồi do uh, vấn đề liên quan đến áp lực công việc Rồi do sinh hoạt Nhiều khi chúng ta sinh hoạt ẩu là cũng rất là nguy hiểm Đấy, bia rượu nhiều, thuốc lá, thức khuya, nói tóm lại là chúng ta chúng ta tự tiêu diệt sinh lực của chúng ta. Thì vấn đề quan trọng nhất là gì? Là chúng ta biết để chúng ta sử dụng những sản phẩm giúp nó kéo dài tuổi thanh xuân. Các cháu nhỏ bị còi xương chậm lớn, biếng ăn hay khóc nhè, suy dinh dưỡng là chúng ta sử dụng cái này, nó sẽ phát triển bộ khung cho con để về sau thể hình thể lực của con nó thật là mạnh mẽ. Chúng ta vừa nói về cái chuyện tầm quan trọng của thể hình thể lực rồi, đúng không ạ? Rồi à các uh, cụ già đấy, những người lớn tuổi bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp bị thoái hóa xương đấy, loạn xương thiếu canxi hoặc những người bị gãy chân gãy tay gãy xương bị bào mòn về cơ xương khớp thì cao ba long là số 1 luôn nó giúp cho các cụ là giảm đau rất tốt nó tăng canxi đấy, nó bổ sung thêm canxi giúp cho chúng ta hạn chế cái vấn đề loạn xương và hạn chế luôn cả nguy cơ gây chân gây tay gây xương. Nếu chẳng may có bị gây chân gây tay gây xương chúng ta sử dụng cái này, nó bổ sung thêm canxi si và nó nó giúp liền xương rất là nhanh. Đấy cho các cháu nhỏ sử dụng cái này là rất chuẩn. Các chị em phụ nữ đặc biệt là chị em mới sinh con. Đó. Nó điều hòa lại nội tiết tố cho các chị em đều đặn và chuẩn xác như một chiếc đồng hồ. Số điện thoại cực kỳ dễ nhớ. Đấy bảy website là á shop vn Anh chàng này là đông trùng hạ thảo một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất giúp cơ thể mạnh khỏe hơn nó tăng cường số lượng những tế bào tốt giúp cơ thể của chúng ta luôn luôn săn chắc cơ bắp của chúng ta cực kỳ tráng kiện và nó thiết lập một cơ chế tự hàn gắn nội thương tức là cơ thể của chúng ta cái tổ chức nào bộ phận nào mà bị tổn thương bị thiếu tế bào nó sẽ bổ sung tế bào ở đúng vị trí đó nên cái tự hàn gắn nội thương nó kỳ diệu đến như thế cho nên là nó rất cần cho những người mà bị suy nhược cơ thể rất cần cho những người mà phải trải qua phẫu thuật đấy cho nên là các bạn cái này cực kỳ chuẩn không có ai từ chối cơ hội được mạnh khỏe hơn không có ai từ chối cơ hội được trường thọ hơn cho nên là chúng ta nên sử dụng cái này ngoài ra thì những người mà bị bệnh nặng hoặc những bệnh khó chữa ung thư tiểu đường kể cả là covid thì nó hỗ trợ chúng ta xử lý rất là tốt đây là sản phẩm mà mình nói là nó là cái món quà cực kỳ quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người đấy, số điện thoại mình vẫn để ở trên logo 02477778877 Website là shop vn Một bộ đôi đúng là huyền thoại Một sản phẩm kéo dài tuổi thọ Một sản phẩm kéo dài tuổi thanh xuân Các bạn nên dùng cho bản thân mình Nên dùng cho những người chúng ta yêu mến Và làm quà tặng quà biếu thì tuyệt vời Bây giờ chúng ta tiếp tục Với câu hỏi tiếp theo đây có đinh công bộ của nó là em chào anh hải anh cho em hỏi dựa trên cơ sở nào mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu đến world cup phải chăng là do fifa nâng số đội lên thành 48 trong khi ngoài vấn đề thể hình thể lực kỹ chiến thuật trình độ bóng đá nước nhà còn chưa tiệm cận được với các đội bóng hạng 2 của châu á như syri uh, uh, gì đây iraq uae uzbekistan và kuwait uh, chưa kể các đội mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Úc, Ả Rập Xê Út. Cá nhân em dù là một người rất yêu bóng đá và cũng theo đội tuyển, cũng mong đội tuyển thành công. Nhưng quan điểm cá nhân của em, bóng đá Việt Nam chưa thể tiến đến World Cup 2000. Chưa thể tiến đến World Cup 2030. Cá nhân em, bóng đá Việt Nam chưa thể đến với World Cup 2030. Em cảm ơn. Đinh Công Bộ có một lời comment có thể làm mọi người buồn nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Mình có cái suy nghĩ giống như bạn, mình chia sẻ cái tâm nhìn cùng với bạn. Hiện nay bóng đá Việt Nam của chúng ta đang không đủ điều kiện. Chẳng qua là chúng ta thấy là FIFA nâng số đội lên thành 48 và châu Á của chúng ta từ 4 suất rưỡi tăng lên thành 8 suất rưỡi. Thì chúng ta muốn là ờ tự nhiên có thêm miếng bánh to hơn. Bóng đá Việt Nam cũng cầm dao cầm rĩa đến cũng muốn xúc miếng bánh mang về. Nhưng thật sự luôn là chúng ta chưa có điều kiện Chúng ta còn kém hơn rất nhiều à, Đinh công bộ có một cái comment Mà có lẽ là mình cũng không biết nói gì hơn nữa Chỉ có một câu thôi là mình hoàn toàn đồng ý Nếu như bóng đá Việt Nam Không đầu tư Theo một cách Nó đột biến nhất Phá cách nhất Cách mạng nhất Thì cực kỳ khó bởi vì bây giờ các đội bóng hàng đầu châu Á Mình nói là các đội bóng số 1 châu Á Cái nhóm khoảng tầm 4-5 đội Thường xuyên vẫn đi dự World Cup Thì bên dưới họ còn một loạt luôn Các bạn thấy Thực sự là không đơn giản Tiền bạc họ nhiều không? Nhiều Đấy sang Qatar xem sân của họ như thế đấy Đúng không ạ? Điều kiện cơ sở hạ tầng nó như thế Đừng có nói là ừ, vì mình nghèo thì mình phải tìm hướng khác Không hướng khác đâu Bởi vì chúng ta muốn làm một cái điều gì đấy tốt Chúng ta phải có tiền Đương nhiên người ta có 100 tỷ đô thì chúng ta cũng phải có 1 tỷ đô chứ, đúng không? Chứ bây giờ cứ nói là không có bột mà gột được thành hồ thì rất là khó. Chúng mình uh, công việc cho phép chúng mình được đi nhiều. Công việc cho chúng mình được uh, tiếp cận nhiều. Chúng mình được nói chuyện nhiều. Chúng mình cũng tìm hiểu được nhiều. Cho nên là chúng mình hiểu bóng đá Việt Nam của chúng ta yếu, thiếu. Trình độ của chúng ta còn thấp lắm. Nói ra thì lại bảo là mất niềm tin. Nhưng thực sự chúng ta nên nhìn thẳng thắn giấc mơ này là giấc mơ thực sự như thầy Park đã từng chia sẻ với các trợ lý của mình. Nó là một cái giấc mơ khá là viển vông. Cho 2026 còn 2030 thì mình nghĩ là bây giờ nếu mà chúng ta làm cuộc cách mạng thì chắc chắn là đến 2030 chúng ta có cơ hội. Còn nói thật là các bạn sang UAE, các bạn sang Ả Rập Xê Út, các bạn sang Qatar, các bạn đi ở những cái nước phải nói là Nhật Bản, Hàn Quốc thì thôi khỏi phải bàn. Họ hơn chúng ta quá nhiều chúng ta mà sang bên đó chỉ cần một ngày thôi các bạn một ngày thôi các bạn đi tìm hiểu các bạn sẽ biết ngay là cái giấc mơ của bóng đá Việt Nam với World Cup 2026 nó khá là khó chính bởi vì thế cho là mình nói ngay mà mình không tin là ông Philip Chuze có thể thành công hơn được thầy Park đâu mình khẳng định là như thế đến bây giờ mình vẫn có quan điểm tương tự như thế mặc dù ai là huấn luyện viên trưởng chúng ta cũng ủng hộ thôi nhưng cái việc là nó như thế nào đấy thì chúng ta cũng phải có quan điểm mình thì thấy là nó khá là khiếm nhã khi mà người ta mới làm mà chúng ta đã nói về cái đoạn kết nhưng mà thôi đành phải chịu vậy đúng không ạ? Bóng đá Việt Nam nó còn rất là thấp, chúng ta chưa thể mơ cao được. Cảm ơn cảm ơn Đinh Công Bộ nhá, Đinh Công Bộ có một comment chất lượng quá. Tiếp tục. Nguyên Anh Ngọc, ngày nào cô cũng nghe cháu phân tích bình luận giải thích về kênh Vlog Minh Hải, cô rất thích cháu là con người đầy cá tính, thẳng thắn và đầy nhiệt huyết. Chúc cháu sức khỏe, thành công trong công việc. Cháu cảm ơn uh, chắc là Nguyễn Anh Ngọc hay chắc là cô đúng không ạ? Vâng, cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô cũng như là gia đình và toàn thể uh, những khán giả của Vlog Minh Hải luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Tuấn Nguyên theo ý kiến chủ quan của tôi thì huấn luyện viên Philippe Chuze phải nâng cấp đội tuyển và liên tục sát sao với các cầu thủ Việt kiều chất lượng ở châu Âu. Nếu hướng đến vòng loại World Cup thì đó là con đường phát triển khả thi nhất ở vòng loại World Cup 2026. Chuẩn luôn. Đồng ý luôn với bạn Tuấn Nguyễn. Cái này thì chính xác rồi. Bởi vì là lực lượng Việt Kiều cũng là một lực lượng quan trọng. Nếu mà chúng ta bây giờ ví dụ như là đưa được rất Sơn Quang Vinh Peden về thì tốt quá đúng không ạ? Philip Nguyễn về bắt gôn nữa thì tuyệt vời. Nói tóm lại là chúng ta nâng cao chất lượng cầu thủ bằng cách là đưa cầu thủ ra nước ngoài cũng ok. Đấy, còn nếu trong trường hợp mà ok hơn nữa thì chúng ta có thể giúp cho cho các cầu thủ Việt Kiều về đóng góp cho chúng ta cái này thì quá chuẩn rồi Tiến Lê Hữu e anh chào hải em giúp cho anh điều trị bệnh xoang anh cảm ơn em à, anh có thể inbox cho em nhé anh inbox vào 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 cho em để em tư vấn chứ ở trên này nó mất nhiều thời gian của mọi người suốt ngày huấn luyện viên rồi tôi tới world cup nói hoài không biết chán bạn quang luận này mình nói luôn là mình chả hiểu là bạn như nào đấy là cái mục tiêu lớn nhất của bóng đá việt nam của chúng ta trong 4 năm tới đấy, bây giờ mình thuê một huấn luyện viên trả bao tiền đúng không ạ đưa cả một lứa cầu thủ rất là hay đấy và cái giai đoạn cuối cùng trong cái sự nghiệp đỉnh cao của họ nó sẽ rơi vào đúng cái bản hợp đồng của thầy của ông flip uh, chuzier đó là cái lứa của quang hải và 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 văn hậu và hoàng đức thì bây giờ đấy, nếu mà mình thuê một ông ấy mà về chỉ có đá si game thôi thì mình thuê người khác đi đúng không? Thế bây giờ là những cái ngày đầu tiên ông làm thì chúng ta phải nói về world cup chứ còn nếu mà bạn không thích nghe về world cup thì thôi đúng không? Những cái comment như của bạn này là mình cũng thấy hơi buồn này. Bạn là sau tất cả có nói à, nhưng em vẫn có linh cảm là lứa này có thể vô địch được si game. À, riêng về linh cảm thì mình chịu mình sẽ không nói về linh cảm nhé. Mình không nói về bóng đá linh cảm à, Bạn Quang Luận có nói là Bóng đá trẻ thì không nhìn tới à, Nếu như Quang Luận có xem chương trình của Vlog Minh Hải Mình tin là mình là người đề cập đến bóng đá trẻ nhiều và bậc nhất Trung Hiếu, chú đánh giá về lực lượng U23 đá SEA Games lần này có đủ sức bảo vệ huy chương vàng không với lối chơi hiện tại của huấn viên Chu Diê? Mình nói luôn là mọi người đừng nói là với lối chơi hiện tại của ông Chu Diê Điều mà mình muốn các bạn tư duy ngay từ bây giờ đó là cái chất lượng cầu thủ của chúng ta. Chất lượng cầu thủ của chúng ta mình luôn luôn coi là quan trọng nhất. Đấy, thầy Park thành công vì thầy Park giỏi, cái này đúng rồi. Nhưng nếu như không có được Hoàng Gia Lai Arsenal JMG nó đã gần như đi tiên phong và nó kéo theo cả một cái sự thay ra đổi thịt trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam thì không bao giờ có Thường Châu và cũng không bao giờ có những giải đấu sau này. Thầy Park rất giỏi và cực kỳ phù hợp với bóng đá Việt Nam và ông đến đúng vào thời điểm mà lứa cầu thủ đó chín rất rộ và mình đã nói với các bạn rồi 2013 lứa U19 của Công Phượng đã đá những giải quốc tế rồi và sau đó là họ chui rèn được bao nhiêu ạ Duy Mạnh Văn Hậu Quang Hải rồi Thành Trung một loạt lứa cầu thủ là đã được lên V-League đá rồi đấy và như Hoàng Gia Lai đưa nguyên một lứa từ V-League 2015 đã được kinh qua đá chính luôn thì cuối cùng là chúng ta thấy mới có thường châu bây giờ lứa này các bạn có quen tên biết mặt không có bao nhiêu cầu thủ đã được thi đấu không cực kỳ ít luôn chất lượng đã không tốt bằng Đấy, kinh nghiệm chặn mạc ít hơn ít được thi đấu hơn về V-League lại dự bị về hạng nhất lại dự bị lấy gì mà chơi đúng không ạ nên mình phải thấy là à, nguyên liệu đầu vào của chúng ta yếu cho nên là ông đầu bếp này có khả năng là ông sẽ phải cố gắng đẩy lên thì may ra mới có thể chế biến được thành một cái lứa ngon còn nếu không thì cực kỳ khó. Mình uh, như uh, hôm qua mình có nói về chuyện là ông huấn luyện viên người Thái, ông Udaus Rimakan, ông có nói một câu là riêng SEA Games này thì Thái Lan sẽ không có đối thủ. Mình lo điều đó nó sẽ diễn ra. Chúng ta thật sự là sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta phải đối đầu với Thái. như vậy là chúng ta cũng đã qua được ôi uh, sao lại nhiều à đây mình phải thêm cái này thì nó mới ra hết được uh, comment mình xin phép các bạn nhé uh, bạn lê cường lứa u ba này yếu đồng đều ở tất cả các tuyến trừ thủ môn may mà có vài cầu thủ hai mươi lên mới đáng xem hơn có đúng không anh hải thực ra bạn nói cũng đúng uh, lứa này là lứa thiệt thòi hiện nay họ đang không có được những cái điều kiện tốt để phát triển muốn như thế thì chúng ta muốn thế thì phải tạo ra những cái bây giờ không thể bắt các câu lạc bộ đưa các cầu thủ này ra sân thi đấu ở giải vô quốc gia được để muốn cho các cầu thủ này họ chơi tốt hơn thì chỉ bằng một cách là triệu tập đội tuyển nhiều hơn cho họ thi đấu quốc tế nhiều hơn thế thôi tuấn nb cháu chào chú cho cháu hỏi một câu về đội tuyển nữ đánh giá về lực lượng của đội tuyển nữ việt nam với các đối thủ chỉ ra điểm mạnh yếu của chúng ta cháu cảm ơn chúc chú luôn sức khỏe luôn thành công trong công việc và giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Bạn Tuấn NB mình xin phép nợ bạn cái chủ đề này được không? cái chương trình chúng ta nói về bóng đá nữ bây giờ cứ mỗi một, một tuần chúng ta sẽ có một chương trình làm về bóng đá nữ. thì cái câu chuyện mà Tuấn NB đang đặt ra như này mình xin phép là sẽ triển khai trong cái chương trình nói về bóng đá nữ nha bạn nhé. bạn đồng ý không ạ? OK cảm ơn bạn. bạn Trình Lê vòng tới có áp dụng VA không anh? Và nếu có thì có những trận đấu nào? Mình trả lời bạn Trình Lê luôn là không. Chúng ta sẽ áp dụng Va vào mùa giải 2023-2024. Còn mùa giải năm nay thì không kịp các bạn ạ. À. Chúng ta có Va đấy nhưng mà chúng ta muốn áp dụng Va thì FIFA phải cho phép. Anh có tin tưởng luyện viên mới không? Lối đá, kiểm soát bóng sẽ đưa đội tuyển Việt Nam bay cao? Thực sự là mình không biết bay cao đến mức nào. Vì cái bay cao này mình cũng rất là khó để nói với bạn Cường Mobi. Nhưng mà mình khẳng định luôn với bạn là khó. Nếu mà bay cao theo những gì chúng ta mong muốn là vượt tầm cái thành tích của huấn viên Park Hang-seo thì mình nghĩ là cực khó. Cái này à, nếu mà nói là không tin thì nó không đúng nhưng mà mình nghĩ rằng là nó rất khó khăn, không hề đơn giản. Cho em hỏi là cầu thủ Trần Công Minh được ví là thần đồng của bóng đá Đồng Tháp từng được lên các lứa trẻ của Việt Nam và dính vào vụ bán độ của lứa trẻ Đồng Tháp bây giờ đi đâu rồi còn tham gia bóng đá hay không? Các bạn biết là cái lứa vừa rồi là cái lứa mà à, sau cái án ấy thì bây giờ các bạn đấy là cũng không còn tập luyện để thi đấu chuyên nghiệp nữa rồi. À, mình sẽ tìm hiểu thêm. Và nếu như các bạn này mà thực sự vẫn còn khát khao, vẫn còn mong muốn thì hoàn toàn có thể hướng dẫn các bạn đấy làm cái đơn để gửi lên ban kỷ luật, hy vọng là ban kỷ luật sẽ có cái có cái khoan hồng để cho các bạn ấy được trở lại với bóng đá. Thưa anh Hải, theo em Quốc hội chính phủ Việt Nam nên ban hành một bộ luật kinh doanh thể thao như các ngành kinh tế khác trong xã hội. Khi đó, các doanh nhân, doanh nghiệp mới có điều kiện đầu tư vào bóng đá để phát triển bóng đá Việt Nam một cách bền vững, vừa nộp thuế cho nhà nước vừa phát triển kinh tế xã hội như các nước khác. Mong anh có ý kiến, cảm ơn anh. Bạn nói thế này thì còn nói gì nữa, nó quá đúng rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà như các bạn thấy, ví dụ như là Mỹ Đình chẳng hạn. Mình ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một tí về Mỹ Đình. À, để mà chúng ta khai thác kinh tế và lấy cái khoản tiền lãi đó để tái đầu tư cho những hoạt động thể thao hay là xây dựng cơ bản trong lĩnh vực thể thao thì mình khẳng định luôn với các bạn là nó luôn luôn rất cần thiết ví dụ như là khu liên hợp thể thao mỹ đình bây giờ đất rất là rộng nhưng mà hiện nay thì đang gần như bị bó buộc Đấy, vẫn phải sống bằng ngân sách nhà nước và thật sự là mỹ đình bây giờ đang xuống cấp một cách kinh khủng Đấy, nếu như bây giờ chúng ta cởi chó được cho mỹ đình chúng ta cho mỹ đình một cơ hội để kiếm tiền thì sẽ giảm được cái gánh nặng cho gánh nặng cho ngân sách và còn kiếm được tiền để tái đầu tư. Đấy, còn đương nhiên là chúng ta quản lý thì chúng ta vẫn phải quản lý, vẫn phải có những công cụ để quản lý để nó chống thất thoát, đúng không ạ? Đấy, thì mình nói là trong lĩnh vực nào cũng thế thôi, hiện nay thể thao, đặc biệt là bóng đá, là hoàn toàn là chỉ tiêu tiền thôi, chứ không tạo ra được dòng tiền. Cái đấy là cái rất là phí. Bạn đưa ra một câu hỏi rất là hay, và thực ra cái câu hỏi của bạn nó đã chính là câu trả lời mất rồi. Ở đây có rất nhiều những câu hỏi Victor Thái hình như ông huấn luyện viên người Pháp này chưa hiểu về thể lực của cầu thủ Việt Nam. Ông quá hiểu ấy chứ. Ông hiểu được rằng là cầu thủ Việt Nam chúng ta quá đuối cho nên là ông bắt buộc ông phải đẩy lên. Trần Trung mến chào anh, chúc anh có cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ít nhất đã hơn hai lần anh chia sẻ rằng các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia giờ đa phần đã thành danh, có nhiều tiền bạc cũng như sự nổi tiếng mà giờ họ không mặn mà khát khao để cống hiến thể hiện bản thân cơ sở nào hay thái độ nào điển hình để anh kết luận như vậy? Cá nhân em cũng giống quan điểm này. Vậy tại sao ban huấn luyện không loại ngay những cầu thủ đó mà thay vào đó là tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ? Cảm ơn anh. Trần Trung đưa ra một câu hỏi rất là hay, thoạt nghe thì nó tưởng như rất hóc búa nhưng mà thực ra nó không phải. Thực ra là cái động lực ở đây chúng ta không nói về cái chuyện là các cầu thủ no sôi chán chè và họ không có khát khao họ không có những biểu hiện đó nhưng có thể là họ sẽ không cố gắng nhiều như cái thời mà họ còn chưa có gì hoặc họ chưa có một cái động lực mạnh họ không giữ được một cái động lực mạnh giống như cái thời mà họ đang khát khao đó họ vẫn rất là máu lửa họ vẫn rất là vui họ vẫn rất là tự hào họ vẫn rất muốn lên đội tuyển nhưng vấn đề là cái sức chịu đựng của họ cái sự quyết tâm của họ nó có được như thế hay không à, Minh Hải ngày nào cũng lên sóng hai ngày à hai buổi một ngày nhưng tùy từng ngày các bạn thấy không ạ? nếu mình có động lực cực kỳ mạnh mình bảo hôm nay ta phải làm một cái gì mới à, hôm nay phải à, alo cho ông này gọi điện cho ông kia để lấy thông tin mới để gửi đến các bạn thì động lực của mình sẽ mạnh ngay hoặc là có một bạn nào đấy nói, nói là anh Hải ơi à, em muốn nghe về chủ đề này chủ đề kia nhưng mà em sợ anh không làm được à thế thì ta phải thể hiện thôi thì cái động lực của chúng ta nó là như thế nó có rất nhiều loại động lực, động lực có thể là do bạn bè, có người thân, có gia đình mang đến cho chúng ta. Động lực có thể tự chúng ta tạo ra nó và có một cái yếu tố quan trọng lắm. Đấy chính là các huấn luyện viên. Huấn luyện viên có thể đập tan đi cái sự cái sự tự mãn của một cá nhân nào đấy để thiết lập cho họ một cái đỉnh cao mới dựa trên việc xác lập sứ mệnh cho các cầu thủ đó ví dụ như là bây giờ các anh no sôi chán chè rồi chúng mày rất là nổi tiếng ở việt nam rồi đúng không ạ chúng mày rất nổi tiếng ở đông nam á rồi đúng không ạ nhưng mà châu á không ai biết chúng mày đâu đúng không ạ cả cuộc đời chúng mày chỉ được đá một một lần thôi vậy như thế nào chúng mày phải cố gắng lên phải thi đấu ở world cup để về sau bóng đá việt nam nó phải đấy, ví dụ như thế hoặc là người ta sẽ tạo ra những sự so sánh ví dụ thấy không à, công vinh của bao quảng vàng đấy Ví dụ như giả sử nói về Tiến Linh, công Vinh ba quả bóng vàng đấy, mày còn chưa được quả nào, phải cố lên chứ. Nhưng cái ba quả bóng vàng đấy nó chưa ăn thua. Nếu mày không lấy được ba quả bóng vàng mày phải vào World Cup. Đó, mày phải đá được World Cup, điều công Vinh không làm được. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra những cái động lực cho các cầu thủ. Và đấy mới là cái mà chúng ta đang chờ đợi ở huấn luyện viên mới. Và một trong những cái tiêu chí cực kỳ quan trọng mà huấn luyện viên Philippe Chuje được lựa chọn nó nằm ở chính cái khâu mà chúng ta vừa nói đó là tạo động lực mới cho những cầu thủ cũ và đưa cho họ một cái sứ mệnh sứ mệnh của cuộc đời họ sứ mệnh cho nền bóng đá việt nam đó. thì cái này mình thấy nó rất là hay các ông làm rất hay đấy chứ không phải đùa đâu đúng không các bạn đó và có một sản phẩm nữa mình vẫn muốn luôn chia sẻ với các bạn đó là chiếc áo chiếc áo các bạn nhìn thấy nó rất là xịn sò đúng không ạ các bạn nhìn thấy nó có đẹp không mình sẽ đứng lên để mình chia sẻ với các bạn nhé đây mình đứng lên để các bạn nhìn thấy chiếc áo của mình đây Đấy. Và nó vẫn đang được giảm giá 50% các bạn nhé Nó đang được giảm giá 50% Đấy, Giá chỉ còn là 598.000 mà thôi Đấy. Chiếc áo này là một chiếc áo mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng Đấy, Và hôm trước thì tối ngày hôm qua Sau khi mà mình mình mình, mình uh, chia sẻ thì mọi người bảo là Mua ba cái cũng là 1 triệu 698.000 Sao nó lại khác cái 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 những cái sản phẩm khác là không được tặng quà. Cái ví da cá sấu của anh đâu? Xin chia sẻ với các bạn luôn. Một combo 3 chiếc có 3 màu. Đấy, giá các bạn mua combo 3 chiếc với 3 màu như thế này. Các bạn nhìn thấy rất là xịn sò. Tối ngày hôm qua mình mặc một cái. Chiều ngày hôm nay mặc một cái và có thể là hôm tới đây sẽ mặc một cái. Đấy các bạn nhìn thấy nó rất là xịn không? Và cái quan trọng ở đây ấy, là các bạn sẽ được tặng quà và bên phía Fizanto lại vẫn muốn tặng quà cho các bạn. Vì sau khi các bạn đưa ra cái lời đề nghị Các bạn đưa ra lời đề nghị phát là chúng mình làm việc với nhau Sau khi chúng mình làm việc với nhau rồi Thì nó sẽ có luôn cái phần thưởng Tức là các bạn mua combo 3 chiếc áo sơ mi Các bạn sẽ có được là tặng được một cái phần quà Đó là chiếc ví da cá sấu xịn 100% Và mình muốn nhấn mạnh luôn với các bạn Là sản phẩm này là sản phẩm cực kỳ có hạn nên là các bạn muốn mua thì các bạn mua đặt khẩn trương kèo nếu không nó sẽ bị hết đây không phải là lời quảng cáo đây là cái chia sẻ thật sự Bởi vì là số lượng nó cũng hơi ít Số điện thoại thì các bạn biết rồi đấy Đấy, của Visanto là 0 không 8 8 9 6 6 8 8 2 2 0 8 8 9 5 5 3 3 6 6 Mình để ở trên logo Các bạn nhớ nhá Là giá của nó là một chiếc là 579.000 Xin lỗi các bạn là 579.000 Combo 3 cái là 1 triệu 698 nghìn Được tặng một ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn Và chiếc áo này nó có tên khoa học là Vicento Hakama Đấy, Các bạn đặt sớm nha Kẻo không nó hết thì các bạn lại trách mình Chúng ta tiếp tục Anh hãy kết quả phân tích bốc thăm U17 châu Á Toàn phải chăng bóng đá Việt Nam ra châu lục toàn nằm ở những bảng tử thần hết U20 rồi đến U17. Cái này thì dễ mà em. Bởi vì cái hạt giống Việt Nam, hạt giống của chúng ta thấp quá. Cho nên là bao giờ chúng ta cũng gặp những đội bóng mạnh hơn chúng ta. Và chẳng may có lúc nào đấy hai ông lớn lại dồn vào cái bảng của chúng ta thì nó biến thành tử thần thôi. Bạn OC Vũ có nói là anh nói về câu lạc bộ Hải Phòng đi. Câu lạc bộ Hải Phòng thì giờ nói cái gì bây giờ nhỉ? À đây còn bạn Đạt Nguyễn có hỏi đây. À, bạn hỏi những câu hỏi rộng như này thì mình không trả lời được đâu bạn Vũ OC ạ. À. Bạn nên hỏi một cái cái gì đấy nó cụ thể. À, bạn đạt nguyện của nó là chú có nghĩ rằng tiềm năng của Khuất Văn Khang sẽ còn tiến xa ở v không ạ? Liệu rằng Khuất Văn Khang và Hữu Thắng có được Viettel trao cơ hội thường xuyên hay không khi mà Jovene đã nghỉ đến hết mùa giải này ạ? Cháu cảm ơn chú. Có một điều được cho là rất là tiếc nuối cho Viettel đấy là các ngoại binh của họ thì đều đang có vấn đề jovene Giovanni, uh, Giovanni là bị uh, đứt gân asin bây giờ là các cầu thủ khác là cũng đang có vấn đề rồi thì nó sẽ giúp cho các cầu thủ nội có cơ hội hơn nhâm mạnh dũng sẽ được thi đấu nhiều hơn khuất văn khang cũng thế hữu thắng uh, trần danh trung thì xin thưa với các bạn là cái đấy là cái cơ hội nhưng vấn đề nằm ở chỗ ấy, là chúng ta sẽ phải giúp cho các cầu thủ họ hòa nhập dần dần tránh bị sốc còn khuất văn khang có khả năng không mình nói luôn là khuất văn khang đang là cầu thủ trói sáng và bậc nhất trong cái lứa trong cái thế hệ của mình cùng với văn trường mình nghĩ là đây là hai trong số những cầu thủ cực kỳ quan trọng của chúng ta theo thông tin mà mình có được thì khuất văn khang và văn trường khả năng rất cao là sẽ được đưa lên đội tuyển quốc gia à, nói là khả năng rất cao thì nó hơi uh, nó hơi có một cái gì đấy nó mang cái yếu tố báo chí ở trong này nhưng mình đã nhìn thấy cái danh sách đó rồi có khuất văn khang và có văn trường các bạn ghi yên tâm Và hôm vừa rồi thì Văn Trường vừa mới À hôm vừa rồi Khuất Văn Khang Hôm qua Khuất Văn Khang vừa giành cái danh hiệu uh, Giải công hiến dành cho cái hạng mục cầu thủ Vận động viên trẻ xuất sắc Mình nằm trong uh, Trong trong uh, hội đồng thẩm định Đấy mình nằm trong uh, cái uh, hội đồng thẩm định Và mình cũng bầu cho Khuất Văn Khang Đó à, thì uh, bóng đá Việt Nam Bắt buộc thôi Phải đẩy các cầu thủ uh, của U23 Lên đội tuyển quốc gia để làm mới chúng ta phải tạo ra động lực, sự cạnh tranh cho các cầu thủ nữa. Thì uh, bắt buộc nó là cuộc chiến sinh tồn mà. Uh, bóng đá Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và đội tuyển của chúng ta nó chỉ là cái ngọn thôi. Hãy chăm sóc cái gốc nếu như muốn quả ngọt, hoa thơm, đơn giản thế thôi. Chứ đừng có nhìn thấy uh, quả không ngọt, hoa không thơm, chúng ta bắt đầu chửi người chăm bón trong khi mà người chăm bón đấy lại không được chăm bón từ gốc. Mình rất mong là chúng ta luôn luôn cống hiến và luôn luôn tin tưởng Đôi khi chúng ta hãy đầu tư một chút kiên nhẫn Đối với đội bóng Mình tin là ông Philip Chuse sẽ cần rất nhiều thời gian Không phải 3 trận đâu Mà mình sợ rằng ông phải mất từ 1 đến 2 năm Cảm ơn các bạn rất là nhiều Như vậy là Minh Hải cũng đã đi hết chương trình ngày hôm nay Với 56 phút Và cũng đã trả lời hết câu hỏi Trong chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Đáp Cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ Cho bản thân, cho gia đình, cho người thân Và cho xã hội nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn đồng hành cùng với vlog minh hải luôn luôn đồng hành với bóng đá việt nam bây giờ thì minh hải xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo